chào của chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa nè, em đang ở bờ kè Mỏ Cày đây. Phía trước là xà lan chủ xây dựng dự án cầu Mỏ Cày 3. Bây giờ ta đang làm cái trụ thứ hai của cây cầu. Bữa em có quay cái trụ đầu tiên rồi, nằm bên kia hướng bên quốc lộ 57. Em quay cái cầu này cũng thường xuyên nhưng mà nhiều người ta chưa biết cái cầu này ở hướng nào nữa. Lúc trước em cũng có nói rồi, nó cách cái cầu cũ là khoảng chừng 300 m về hướng này nè. Cầu Mỏ Cày 1 là nằm ở đây, cầu Mỏ Cày 2 thì nó xa hơn lúc bên kia. Làm khoảng 2 tháng mấy mới xong một cái trụ, nó có một cái xà lan này. Làm xong bên kia rồi lại quay qua bên này. Xen kẽ không có làm một lượt. Thành thử kéo dài cũng lâu. Đó xích đằng kia là cái cọc á. Cọc giải phóng mặt bằng. Bây giờ thợ thầy đều dồn ở đây hết rồi. Giờ ở Mỏ Cày thì còn có dự án cầu Mỏ Cày 3 này với lại đường Bùi Văn Chiêu là đang làm. Bây giờ là cũng gần cuối tháng 6 rồi. Để coi xây xong hai cái trụ này là mất thời gian bao lâu. Chạy ra đường Công Lý nè. Đường Công Lý là chạy song song với bờ kè. Nay sẵn quay lại cái chỗ ta giải tỏ mặt bằng cho chú anh chị coi nè. Đó, hai cái cột nè. Xích bên kia một cái nè. Đó, cột nào đỏ đỏ đó. Từ đây qua đó cũng xa, cũng khoảng 20 m.
này nó nằm ở khúc khúc nên khó thấy. Có hai cột liên tiếp tương đương cho mấy cái cột ở ngoài hướng bờ kè. Nói chung là còn lâu lắm người ta mới giải tỏa mặt bằng. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn vào những cái video tiếp theo.